các em đến với tiết tập làm văn ngày hôm nay. Cô tên là Đinh Thị Minh Tuấn, hiện đang công tác tại trường tiểu học Quang Trung. Cô rất vui khi hôm nay được đồng hành cùng với các bạn. Để giúp các bạn học tốt tiết tập làm văn ngày hôm nay thì cô có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, chúng ta hãy chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ. Thứ hai, chúng ta hãy tập trung nghe cô giảng và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của bài học. Thứ ba, chúng ta hãy ngồi học đúng tư thế và ngồi học nơi có đầy đủ ánh sáng. Bây giờ, cô mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu bài học của mình. Để khởi động tiết học ngày hôm nay thì cô mời các bạn chúng ta cùng tham gia trò chơi Ông Non Học Việt. Câu hỏi thứ nhất của trò chơi Ông Non Học Việt có nội dung như sau. Biên bản là gì? Cô mời các bạn cùng trả lời. Cô mời các bạn đối chiếu câu trả lời của các bạn với cô. Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng. Cô khen những bạn có câu trả lời đúng giống cô. Câu hỏi số 2 của trò chơi Ông Non Học Việt có nội dung như sau. Biên bản gồm mấy phần, đó là những phần nào? Cô mời các bạn. Biên bản gồm có 3 phần, phần mở đầu, phần chính và phần kết thúc. Cô khen những bạn có câu trả lời đúng giống cô. Câu hỏi số 3 của trò chơi Ông Non Học Việt có nội dung như sau. Em hãy nêu nội dung từng phần của biên bản. Cô mời các bạn. Cô mời các bạn đối chiếu câu trả lời của các bạn với cô. Nội dung từng phần của biên bản là phần mở đầu ghi quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên tổ chức, tên biên bản. Phần chính ghi thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, nội dung sự việc. Phần kết thúc ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm. Cô khen những bạn có câu trả lời đúng giống cô. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi Ông Non Học Việt. Ở tiết học trước, các em đã biết viết một biên bản, hình thức trình bày một biên bản. Như vậy, khi làm một biên bản vụ việc có điểm gì giống và khác với làm biên bản một cuộc họp? Để giúp các bạn hiểu được điều đó thì hôm nay cô mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài Làm biên bản một vụ việc, sách tiếng Việt 5 trang 161. Bây giờ cô mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu với bài tập số 1. Bài 1, đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Cô mời các bạn đọc đề bài và cho cô biết đề bài yêu cầu chúng ta làm gì. Cô mời các bạn. Như vậy, đề bài yêu cầu chúng ta hãy tưởng tượng vụ ăn hối lộ của mèo bị vỡ lỡ và lập biên bản về vụ việc đó. Bây giờ, cô mời các bạn cũng đọc biên bản về việc mèo vàng ăn hối lộ của nhà chủ.
Bây giờ cô mời các bạn cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ sau. Ăn hối lộ, người có chức có quyền nhận tiền hoặc đồ vật có giá trị của người có việc nhờ vả mình. Đương sự, người liên quan trực tiếp đến sự việc được đưa ra giải quyết. Nhân chứng, người làm chứng để xác nhận mọi sự việc. Tái phạm, mắc lại tội hoặc lỗi cũ. Bây giờ cô mời các bạn cùng đọc lại biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột ở trên màn hình và cho cô biết nội dung của biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột gồm có những phần nào. Cô mời các bạn cùng đối chiếu câu trả lời của các bạn với cô. Như vậy, biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột. Thứ nhất, phần thứ nhất đó là mở đầu, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên bản. Hai, đó là nội dung. Phần nội dung có ngày tháng năm, địa điểm lập biên bản, những người lập biên bản, lời khai của nhân chứng và đương sự, nêu cách giải quyết vấn đề. Phần thứ ba đó là kết thúc. Các thành viên có mặt ký tên vào biên bản. Bây giờ cô mời các bạn đọc lại biên bản đại hội chi đội và biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột. Và Noel nội dung cách trình bày biên bản một vụ việc có những điểm gì giống và khác biên bản một cuộc họp. Cô mời các bạn. Đối chiếu câu trả lời của các bạn với cô. Về giống nhau, đều ghi lại biên bản để làm chứng. Phần mở đầu có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản. Phần nội dung có thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, diễn biến sự việc. Phần kết ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần khác nhau. Khác nhau đó là ghi lại biên bản để làm chứng. Phần mở đầu có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản. Phần nội dung thì có thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, diễn biến sự việc. Phần kết ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm. Như vậy, chúng ta đã tìm được điểm giống nhau và khác nhau của biên bản làm cuộc họp với biên bản về một vụ việc. Như vậy, các bạn hãy cho cô biết nội dung biên bản một vụ việc thì thường gồm có những phần nào. Cô mời các bạn cùng suy nghĩ và trả lời. Mời các bạn đối chiếu câu trả lời của các bạn với cô. Nội dung biên bản một vụ việc thường gồm có 3 phần. Một, đó là mở đầu, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên bản. Hai là nội dung, ngày tháng năm, địa điểm lập biên bản, những người lập biên bản, tường trình sự việc, lời khai của những người liên quan, nêu cách giải quyết vấn đề. Ba, kết thúc, các thành viên có mặt ký tên vào biên bản. Như vậy, cô và các bạn vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô muốn các bạn vận dụng những kiến thức mình đã làm ở bài tập số 1 để chúng ta bắt đầu làm bài tập số 2. Cô mời các bạn đọc đề bài số 2 và cho cô biết bài số 2 yêu cầu chúng ta làm gì.
Bài số 2 yêu cầu chúng ta dựa theo mẫu biên bản vừa đọc ở bài tập 1, chúng ta hãy lập biên bản về việc cụ uốn trốn vị. Để giúp các bạn viết được biên bản về việc cụ uốn trốn vị, cô có một số gợi ý như sau. Gợi ý: biên bản cần phản ánh đầy đủ sự việc và trình bày theo đúng thể thức cụ thể như sau. A. Mở đầu, quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên biên bản, ví dụ biên bản về việc bệnh nhân trốn vị. Ngày tháng, địa điểm lập biên bản. Những người lập biên bản, ví dụ các bác sĩ hoặc là y tá trực, bệnh nhân cùng phòng. Về phần nội dung chính thì chúng ta tường trình sự việc bệnh nhân vắng mặt. Ai đã phát hiện bệnh nhân vắng mặt, phát hiện lúc mấy giờ và đã tìm bệnh nhân ở những chỗ nào mà không thấy, vân vân. Tiếp tục, chúng ta nêu cách giải quyết, tìm bệnh nhân uốn về ngay bệnh viện để mổ. Và phần C, đó là phần kết thúc, các thành viên có mặt ký tên vào biên bản. Như vậy, bây giờ các bạn hãy đọc kỹ lại đề bài và dựa vào những gợi ý cô vừa trình bày, các bạn hãy lập biên bản về việc cụ uốn trốn viện vào vở. Ở bài này, các bạn về nhà, các bạn sẽ làm giúp cô. Như vậy, các bạn hãy nêu cho cô nội dung biên bản một vụ việc thường gồm có mấy phần, đó là những phần nào. Cô mời các bạn. Vậy, nội dung biên bản một vụ việc thường gồm có 3 phần. 1. Mở đầu, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên bản. 2. Nội dung, ngày tháng, năm, địa điểm lập biên bản, những người lập biên bản, tường trình sự việc, lời khai của những người liên quan, nêu cách giải quyết vấn đề. 3. Kết thúc, các thành viên có mặt ký tên vào biên bản. Cô và các bạn vừa hoàn thành xong 2 bài tập ngày hôm nay. Cô cảm ơn các bạn. Về nhà, các bạn viết biên bản vào vở và sau đó các bạn chụp lại bài của mình và gửi cho giáo viên của các bạn. Chúng ta xem trước bài ôn tập về viết đơn trang 170. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc cảm ơn sự theo dõi của các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.